Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng cả nhà đã quay trở lại với kênh Phượng Vlog Cuộc Sống Quanh Tôi. Thì hôm nay Phượng chính thức đặt chân lại thành phố Hải Phòng mà cách đây khá là lâu Phượng chưa được dịp trở lại. Thì lần này là Phượng mục đích ra đây để thăm dì, là dì ruột của Phượng ở ngoài này nha mọi người. Thì Phượng quay một vòng thành phố, những cái điểm như những cái cây cầu nổi tiếng cho mọi người cùng xem. Thì trên đường đây là Phượng đang đi qua cây cầu Hoàng Văn Thụ nha cả nhà. Và Phượng xin giới thiệu sơ qua đôi nét về cây cầu Hoàng Văn Thụ nhé. Cầu Hoàng Văn Thụ là một cây cầu bắc qua sông Cấm tại thành phố Hải Phòng, nối liền hai quận Hồng Bàng và Ngô Quyền với huyện Thủy Nguyên. Cầu là một trong hạng mục quan trọng của dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đô thị mới bắc sông Cấm. Và bây giờ mời tất cả mọi người cùng nhìn ngắm cây cầu này với Phượng nhé. Chúng ta vừa tạm biệt cái cây cầu vô cùng là ấn tượng, thì bây giờ Phượng mời tất cả mọi người chiêm ngưỡng một cái điểm tiếp theo, đó là nhà hát lớn của thành phố Hải Phòng nhé. Mời tất cả mọi người tiếp tục theo chân Phượng. Và tới đây thì Phượng cũng xin giới thiệu sơ bộ cho tất cả mọi người nghe một chút xíu về nhà hát lớn Hải Phòng nhé. Nhà hát lớn Hải Phòng có tên gọi chính thức là nhà hát thành phố, là nơi tổ chức những hoạt động văn hóa, chính trị lớn của thành phố Hải Phòng. Trong lịch sử Pháp thuộc, Việt Nam có 3 thành phố được lựa chọn làm nhà hát lớn, đó là Hà Nội, thành phố Hải Phòng và thành phố Hồ Chí Minh. Và đây rồi, đây là cái cây cầu mà Phượng ấn tượng nhất của thành phố Hải Phòng, đó là cây cầu Bính nha mọi người. Thì đây là cái cây cầu mà mới đi qua Phượng bị nhầm giống như cái thiết kế của cầu Thủ Thiêm 2 thành phố Hồ Chí Minh ấy, nhưng mà thật sự là không phải nha mọi người. Mình đi lại gần thì mình lại cảm thấy được cái sự khác biệt của nó. Thì bây giờ Phượng sẽ nói sơ về cái cầu này một chút xíu cho mọi người cùng nghe nhé. Cây cầu Bính này là cầu từng lọt vào top 10 cái cầu đẹp nhất Việt Nam. Cầu Bính dài hơn 1 km, rộng 22,5 m và 4 làn xe cơ giới, 2 làn xe thô sơ bắc qua sông Cấm, nối thành phố Hải Phòng với huyện Thủy Nguyên và là hướng đi của Quảng Ninh. Cầu được khánh thành vào ngày 13 tháng 5, 2005.
Đó là những cái gì mà Phượng nắm được. Và hôm nay cực kỳ đặc biệt, những ngày nắng nóng của miền Trung và miền Bắc vô cùng khắc nghiệt, thì hôm nay thành phố Hải Phòng đã chào đón Phượng bằng một cơn mưa cực kỳ mát. Đó thì tất cả mọi người hãy nhìn ngắm cây cầu một lần nữa nhé. Và video của Phượng cũng khá dài rồi, thì Phượng xin kết thúc tại đây. Cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm theo dõi và đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ Phượng nhé. Thì bây giờ Phượng phải trở về nhà gì rồi, thì có những cái diễn biến gì, hình ảnh gì đẹp Phượng sẽ tiếp tục quay và gửi đến cho tất cả mọi người trong những video tiếp theo. Cho Phượng nói lời xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye.